Chúng ta cùng thực hành tiếp bài 2, tiếng Anh lớp 8. Unit 2, Life in the Countryside, Project. Stunning, Weave, Brocade, Pattern, Terrace Field. Cultivate, Lush, Valley. Retaking, Loom, Testo, Clothing, Decoration, Step Back in Time. Try Your Hand, Try, Amazed, Richness, Hospitality, Capture, Vibrant. Yêu cầu hoạt động số 1, làm việc theo nhóm, các em tìm một ngôi làng ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài mà em muốn đi thăm. Và hoạt động số 2, làm việc theo nhóm, thiết kế một cái affix về ngôi làng đó, bao gồm những nội dung sau đây. Name là về tên, location, vị trí, scenery, phong cảnh, people and their activities là con người và hoạt động của họ. Các em hãy tham khảo phần gợi ý sau đây của sách giáo khoa. Ví dụ, tên của ngôi làng là Khát Khát thì chúng ta sẽ viết là Khát Khát Village. Location, vị trí, ở Sapa, Lào Cai. Scenery, phong cảnh, cultural beauty and stunning scenery, là vẻ đẹp của thiên nhiên và phong cảnh lộng lẫy. People, friendly and hospitable, love to share their culture with visitors. Với con người thì thân thiện và mến khách, thích chia sẻ văn hóa của mình với những du khách. Còn về những hoạt động, activities, people grow rice and corn for a living. Con người thì trồng lúa và bắp để sinh sống. Mong women weave brocades in different sizes, colors and patterns. Phụ nữ người Mông dệt vải kim tuyến với những mẫu mã, kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Visitors can learn about the customs and traditions of the local people and try weaving or farming. Du khách có thể tìm hiểu về văn hóa và truyền thống của người dân địa phương và thử dệt vải và trồng trọt. Yêu cầu phần số 3 là các em trình bày affix của mình trước lớp. Như vậy thì ở phần số 2, các em đã đưa ra các thông tin về ngôi làng nào, thì ở phần 3 chúng ta sẽ làm với các nội dung đó. Và như vậy thì tương ứng với nội dung của bài tập số 2 vừa rồi, thì các em hãy tham khảo nội dung của bài số 3 như sau. Hello everyone, today I'm going to tell you about an amazing place called Khát Khát Village. It is located in Sapa, a beautiful town in Lào Cai province. Every corner of the village is filled with bits of cultural beauty and traditional crafts. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về một địa điểm rất là đẹp, đó là làng Khát Khát. Ngôi làng thì nằm ở Sapa, một thị trấn xinh đẹp của tỉnh Lào Cai. Chỗ nào trong ngôi làng thì cũng có cảnh đẹp của thiên nhiên và những làng nghề truyền thống. The people of Khát Khát Village grow rice and corn for a living. They work hard in their terraced fields to cultivate the crops. You can see the lush green fields stretching out in the valley, creating breathtaking scenery. Mọi người ở làng Khát Khát thì trồng lúa để sinh sống. Họ làm việc tích cực trên những khu ruộng bậc thang để trồng vụ mùa của mình. Bạn có thể nhìn thấy những cánh đồng xanh tươi tốt trải dài trên thung lũng, tạo ra một phong cảnh rất là ngoạn mục. One of the most unique things about Khát Khát Village is the traditional craft of brocade weaving. The Hmong women in the village are known for their skillful weaving of brocades in different sizes, colors, and patterns. You can see them sitting outside their houses, working on their looms, creating beautiful textiles that are used for clothing and decorations. Một trong những điểm độc đáo về làng Khát Khát đó là nghề thủ công truyền thống và dệt vải. Phụ nữ người Mông trong làng thì được biết đến với nghề dệt vải rất là khéo ở các kiểu mẫu, kích cỡ và màu sắc khác nhau. Bạn có thể nhìn thấy họ ngồi ở ngoài nhà của mình và làm việc với những khung cửi, dệt ra những tấm vải xinh đẹp để sử dụng làm quần áo và đồ trang trí. Visiting Khát Khát Village is like stepping back in time to experience the traditional way of life in the Vietnamese countryside. You can learn about the customs and traditions of the local people and even try your hand at weaving or farming. The villagers are friendly and hospitable and they love to share their culture with visitors. Đến thăm làng Khát Khát thì cũng giống như là bạn quay ngược thời gian để được trải nghiệm về cuộc sống truyền thống ở miền quê ở Việt Nam. Bạn có thể được tìm hiểu về phong tục
tập quán về truyền thống của người dân địa phương và thậm chí bạn có thể thử dệt vải và trồng trọt. Người làng ở đây thì rất là thân thiện và mến khách, họ thích chia sẻ về cái văn hóa của mình với du khách. So if you ever get a chance to visit Sapa, make sure to take a trip to Cát Cát Village. You will be amazed by the natural beauty, cultural richness and warm hospitality of this unique place. Don't forget to bring your camera to capture the stunning scenery and the vibrant colors of traditional crafts. Thank you for listening. Bởi vậy, nếu bạn có cơ hội đến thăm Sapa, thì chắc chắn là hãy đến thăm làng Cát Cát một chuyến. Bạn sẽ rất là ngạc nhiên với vẻ đẹp thiên nhiên, sự phong phú của nền văn hóa và sự mến khách thân thiện ở địa điểm độc đáo này. Đừng quên mang theo máy ảnh để chụp lại được những phong cảnh tuyệt đẹp và màu sắc rực rỡ của làng nghề truyền thống. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ thì các em hãy làm phần khảo sát. Đây là phần có ở mỗi quiz unit để chúng ta biết được là mình đã hoàn thành bài học được đến đâu. Từ đó các em có kế hoạch để chúng ta bổ sung, ôn tập hoặc là luyện tập thêm. Now I can. Bây giờ tôi có thể. You the words about life in the countryside. Sử dụng được những từ về cuộc sống ở nông thôn. Pronounce the sounds a and e correctly in words and sentences. Phát âm được những âm a và âm e một cách chính xác ở trong từ và trong câu. Recognize and use comparative forms of adverbs. Nhận ra và sử dụng được các hình thức so sánh của trạng từ. Đưa ra và đáp lại lời khen, đọc về những cái điểm khác nhau của một ngôi làng ở Việt Nam. Talk about the village or town where someone lives. Nói về một ngôi làng hoặc một thị trấn nơi mà ai đó sinh sống. Listen to someone's opinion about life in the countryside. Lắng nghe về ý kiến của ai đó về cuộc sống ở nông thôn. Write a paragraph about what someone likes or dislikes about life in the countryside. Viết một đoạn văn để nói về ai đó thích hay là không thích cuộc sống ở nông thôn.